Rồi ông Út ơi. Dạ, kính thưa tất cả. Kính thưa tất cả bà con, cô bác bên nội bên ngoại và tất cả đồng đạo gần xa kính mến. Hôm nay là ngày 25 tháng 6 năm Giáp Thìn. Gia đình của chị Tư có tổ chức cúng cơm thường niên cho song thân của chị là ông Cao Văn Thành và bà Huỳnh Thị Kiều Quê. Gia đình con hỏi là mời đến tất cả quý cô bác, quý thân bằng, quý thuộc, quý đồng đạo chúng ta đến đây để tham dự buổi lễ cúng cơm ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, việc cúng cơm thường niên cho ông, cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ và người thân trong gia đình, đó là tục lệ cổ truyền của dân tộc Việt Nam chúng ta mà ông cha ta để lại từ ngàn xưa đến nay. Bổn phận làm con cháu không bao giờ quên lãng công ơn cao dày của tổ tiên ta để lại được. Vì đó là đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Đức thầy của chúng ta cũng đã dạy: nhân sanh hiếu nghĩa phải đền xong, mới rõ cháu con giống lạc hồng. Con người có tổ có tông, học hay chữ nghĩa sao không phượng thờ. Hiếu trung chuyển tích sờ sờ, người đời phải biết phượng thờ mẹ cha. Kính thưa quý vị, nói về ân tổ tiên cha mẹ thì đức thầy của chúng ta dạy rất rất nhiều. Nào là mẹ cha là kẻ trọng ân, dưỡng nuôi báo hiếu lúc thân yếu già. Dường linh lơm quải mới là, có chi cũng nãy vậy mà. Dân ơi, ta là thân phận làm tôi, phải đền phải đáp cho rồi mới hay. Mà đền đáp như thế nào mới gọi là hay? Cháu con báo hiếu theo nhà Phật, cha mẹ qua đời thủ lễ trai. Hôm nay gia đình của chị Tư và tất cả con cháu trong gia tộc hiểu được lời dạy cao siêu của đấng tôn sư nên hiệp tâm với nhau thiết lễ cúng chay. Cúng chay với ý nghĩa là cử sát sanh, tạo duyên lành cho cửu quyền thất tổ và cho vong linh người quá vãng được nhẹ tách đường duyên, không còn bị lôi cuốn theo dòng sanh tử luân hồi. Linh hồn sẽ được tiêu diêu nơi miền hoặc cảnh thoát đọa trầm luân. Thất tổ cử quyền nơi chính suối, những mong hậu tấn biết tâm chay. Kính thưa quý vị, đến đây tôi cũng xin dừng nhận phần cái nhận xét lại nơi đây và trở lại phần cúng cơm hôm nay gồm có 4 phần. Thứ nhất, trình nghi thức. Thứ hai, dâng chay phẩm. Và thứ ba là cầu nguyện một lần hai lượt. Phần chót là phần thứ tư là trình lễ viên mãn. Giờ trở lại phần đầu tiên, phần số 1 thì trình nghi thức. Kính mời tất cả đồng đạo chúng ta hiện diện nơi đây xin hướng về bàn thờ cổ quyền và đồng xá ba xá. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hướng về ngôi tam bảo xá ba xá. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Và lễ kính đức thầy hai xá. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Mời tất cả quay ra phía trước. Hướng về bàn thông thiên xá ba xá. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Và hướng về bàn thờ cửu quyền xá ba xá. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Và kính mời tất cả đồng quỳ xuống, hai tay chấp hương đưa lên cán và nguyện giải dân giai phẩm. Quý kính dân ơn trước cửu quyền, cầu trên thất tổ chứng lòng thiền. Hôm nay là ngày 25 tháng 6 năm Giáp Thìn, gia đình của chị Tư có thiết lập mâm cơm chay để dâng lên cửu quyền thất tổ, cúng cơm thường niên cho song thân của chị là ông Cao Văn Thành và bà thân mẫu là bà Huỳnh Thị Kim Quê. Tất cả đồng đạo và gia đạo chúng con xin thành lòng kính dâng lên cửu quyền thất tổ, ông bà quá giảng và hương linh của vị vị vừa kể trên
mâm cơm chay được chế biến từ những món rau cải củ quả tươi sống xanh sạch hợp vệ sinh và được chế biến từ những bàn tay khéo léo của con cháu trong gia đạo và đồng đạo. Kính thành làm kính dâng lên cửu huyền thất tổ, giờ đã đến giờ thọ thực, cung thỉnh cửu huyền thất tổ hương linh của ông Cao Văn Thành và bà Huỳnh Thị Kim Quê hưởng linh đồng quá giảng trở về đây cảm ứng chứng minh chứng lễ và tọa bàn thọ thực những phẩm vật do con cháu và nghĩa tình đồng đạo dân cúng hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật và kính mời tất cả đồng sáu đồng sáu và đứng lên xá thu hương. Nam mô A Di Đà Phật. Chú ở chú thông hương thông tấm hương chú. Quên nữa chị ba rồi, thứ ba rồi. Dạ, trong thời gian chờ đợi thu hương mời đồng đạo chúng lắng lòng nghe lại bài thơ báo hiếu đạo nhà của đức thầy bậc thầy thần này, mời thiết bạn. Nam mô A Di Đà Phật, hoài đương cung tế lễ xưa nay xác vật châu heo người còn bạc đài lá lùng thai cháu con báo hiếu theo nhà Phật cha mẹ qua đời thủ lễ trai trong sạch mẹ nhân vậy và đủ bốn lại đồng đứng lên và đồng xá ba xá. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thưa quý vị, vừa qua là Phật dẫn giải phẩm lên cửu huyền thất tổ và cung thỉnh vị vị mà gia chủ đã cúng. Bây giờ tới phần giấy mâm đất đai thì tôi cũng đại diện cho gia đình giấy mâm đất đai và kính trình với quý ông đất đai thổ địa thần hoàng bổn cảnh sở tại đây. Hôm nay là ngày 25 tháng 6 năm Giáp Thìn, gia đình của chị Tư có thiết lập mâm cơm chay cúng cơm thường niên cho song thân của chị là Cao Văn Thành. Ông Cao Văn Thành và bà Huỳnh Thị Kim Quê. Và kính trình với quý ông đất đai thổ địa thần hoàng bổn cảnh các vị thần ở đây cho dòng linh của bà và ông vị vị vừa kể trên và tất cả các thân bằng quyến thuộc tề tựu nhập gia tạ hưởng những phẩm vật dân cúng và đồng thời cũng thỉnh tất cả các vị vị thần tứ nằm ở đây, các anh linh tử sĩ hy sinh vì nước hy sinh vì đạo đồng quá giảng trở về bằng cốt đất đai này để mà cùng nhau tọa hưởng phẩm vật do con cháu dân cúng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật và mời sáu ba sáu. Và đến cái mâm phía trong này là cái mâm kiến đất đai thì dân tộc Việt Nam chúng ta hãy cúng thì kiến, bây giờ cái mâm này là mâm kiến kính. Và hôm nay là ngày 25 tháng 6 năm Giáp Thìn, gia đình của chị Tư
có cúng cơm cho song thân của chị đó, và có kiếm cho cô bác bên nội bên ngoại bên vợ bên chồng một mâm cơm. Bây giờ cung thỉnh tất cả các ba thân bằng quyến thuộc các bà con chú thím cậu mợ dì dượng anh chị bên nội bên ngoại của thiếu tư á và của bên chồng đồng quá giảng trở về đây tọa bàn thọ thực những phẩm vật mà con cháu và nghĩa tình đồng đạo dân cúng hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật, ngồi xã ba xã. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Và sau phần dân cho phẩm giờ gì? Và nhận thấy tất cả đồng đạo và gia đạo chúng ta đã nhận hương xong, giờ đến phần cầu nguyện một lần ba lượt cho cửu nguyện thất tổ và song thân của thiếu tư. Và trước hết hướng về bàn và ngôi tam bảo chúng ta đồng xã ba xã. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Và kính mời tất cả đồng quỳ xuống, hai tay chắp hương đưa lên trán thành tâm niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con đồng thành tâm cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ và hương linh của ông Cao Văn Thành cùng bà Huỳnh Thị Kim Huệ. Nhân ngày chánh lễ cúng cơm hôm nay, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh được thoát chốn mê đồ giảng sanh miền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Và kính mời tất cả đồng đứng lên và xá một xá thu hương. Nam mô A Di Đà Phật. Kim Quê không? Kim Quê. Quê. Kim Quê. Quê hả Phê? Vậy sao? Vậy tôi thấy dấu nặng rồi. Xin lỗi Kim Quê. Tôi đọc đọc tôi không hay nữa. Đến ngay giữa con rẻ cái đọt cái chuyên nhà ra để nó cháy như cái quạt gì đó để nó bung rồi rồi ok. Và kính mời tất cả đồng xá một xá cho quỳ xuống lại cửu quyền bốn ê lại tam bảo bốn lại lại Đức Phật bốn lại thành tâm đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa lên thành tâm đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Và thành tâm đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Và đủ bốn lợi đồng đứng lên và đồng xá ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Và hai lần sau miễn hương mời tất cả xá và ngôi tam bảo ba xá quỳ xuống nguyện lần thứ hai. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và kính mời hai tay chắp đưa lên trán và nguyện giái lần thứ hai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con đồng thành tâm cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ và hương linh của ông Cao Văn Thành cùng bà Huỳnh Thị Kim Quê. Nhân ngày hôm nay chánh lễ cúng cơm, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh được thoát chốn mê đồ giảng sanh miền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Và kính mời lại luôn bốn lại. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và Nam mô A Di Đà Phật. Và đủ bốn lại đồng đứng lên và đồng xá ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Và mời tất cả xá ba xá quỳ xuống lần thứ ba. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và kính mời tất cả đồng quỳ xuống, hai tay chắp đưa lên trán nguyện lần thứ ba cũng là lần cuối. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con đồng thành tâm cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ và hương linh của ông Cao Văn Thành cùng bà Huỳnh Thị Kim Quê nhân ngày chánh lễ cúng cơm hôm nay. Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh được thoát chốn mê đồ giảng sanh miền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Và mời lại luôn bốn đại. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và Nam mô A Di Đà Phật. Và đủ bốn đại đồng đứng lên và đồng xá ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Mời tất cả quay ra phía trước xá bàn thông thiên trình lễ viên mãn xá ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Và mời quay vô xá bàn thờ chủ quyền ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và xá ngồi tam bảo ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Lễ kính Đức Thầy hai xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và phần cầu cúng đến đây đã xong. Thầy gia đình của chị Tư cũng ngỏ lời cảm ơn hết tất cả đồng đạo chúng ta đã đến đây để tham dự cái buổi lễ cúng cơm ngày hôm nay. Đồng thời mời quý vị giải lợi trong giây lát đi rồi dùng với gia đình một bữa cơm thân mật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Coi tên đồ năm điều thanh nhà khổ buồn rầu lo sợ chẳng còn. Chúng ta bà tim lùng dầu mòn thân tứ đại của người cùng thế. Mau bất tình tố thân kéo trẻ đến tội rồi mời hối muộn màng. Chỉ cho bằng ta sớm lo toan dình giới luật nghe kinh trọng Phật. Nên lâm chung hòa lành đâu mất cõi Tây Phương chữ Phật đời chờ. Việc tu thân thiện tính hằng hờ chừng quả đến e cho có tranh. Môn tình đồ là phương cứu cánh ràng phụng hành kéo phụ Phật xưa. Lòng từ bi chẳng quản nắng mưa sông huyền giang rước đưa xanh chung. Trong một nước nhân tài thương dùng kẻ tu hành đa phương thì nên quyền trao thân tánh hành cho bền niềm ơn nghe toán đền dứt nợ.
áo xem ba tay phương muôn chờ chúng sanh